Tạnh mơ rồi. Ăn sầu riêng thôi. Nè. Nó chuyện qua gọi nó ngon, nó chuyện tới nó chuyện này ngoài. Biết đây người ta lấy rồi, còn cái vụ hồi sáng tôi lấy còn sót có gì không? Thì chứ mà đang ăn mà nghe mà la la là ăn không vô luôn. Ăn một muối là nghỉ luôn, không ăn nổi luôn. Bèo. Bởi vì lúc sống á thì khui không được. Mà tới lúc chín á thì chín quá nó mềm. Sầu riêng này mấy bạn trên mạng bao mềm là phải rồi. Sầu riêng này mà nó chín là nó mềm chứ không nói gì hết trơn á. Tại vì bây giờ trên mạng đang bán sầu riêng miền Đông mà nó mềm. Mềm. Mình thích ăn cơm khô mà. Mình đâu thích ăn cơm mềm đâu. Mấy bạn nào thích ăn cơm mềm thì mấy bạn mua đi, bữa nay sầu riêng nó chín rồi.